Thưa các bạn, đây là chiếc đĩa nổi tiếng trong bộ ba đĩa của nhóm loa nhỏ phát hành. Hôm nay tôi sẽ dùng chiếc đĩa này và bật bài số 6 để thử một cái đôi loa, đó là đôi Proact Tablet 10. Đôi loa nhỏ tôi đang kê ở trên nóc của đôi Diatone. Và đôi loa này hôm nay tôi vẫn đánh bằng cái âm ly quen thuộc, đó là chiếc âm ly VT25 đặt dưới đất đây, công suất 2,5W, và đánh cái bài nhạc Tây này. Bây giờ mời các bạn cùng nghe bài số 6 trong đĩa của nhóm loa nhỏ. Tôi sẽ bật bằng CD. Thank you.